các bạn, tôi là Nguyễn Thị Nam. Còn tôi là Bùi Văn Khang. Chúng tôi là chiến sĩ công an nhân dân đang công tác tại Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi tràn đầy niềm tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước, truyền thống cách mạng văn hóa lâu đời và một nền văn hóa đầy rực rỡ. Những người con Sông Lô cùng với nhân dân cả nước kiên cường đấu tranh, giữ yên bờ cõi, chủ quyền vùng trời, đất liền và biển đảo. Biển đảo luôn là một phần máu thịt trong mỗi con dân đất Việt. Biển đảo Việt Nam nói riêng và Biển Đông nói chung đã trở thành một phần không thể tách rời. Chủ quyền biển đảo luôn là một trong những vấn đề được đặt lên hàng đầu trong các mục tiêu của quốc gia, bởi chủ quyền biển đảo chính là chủ quyền lãnh thổ dân tộc. Bảo vệ chủ quyền biển đảo chính là bảo vệ cuộc sống và tương lai của chúng ta. Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển, có một phần máu thịt ở Hoàng Sa, ngàn năm trước con theo cha xuống biển, mẹ lên rừng, thương nhớ mãi Trường Sa. Hoàng Sa, Trường Sa, hai quần đảo nằm giữa Biển Đông như tấm lá chắn cho các dải đất liền dọc bờ biển nước ta từ Quảng Trị đến Cà Mau. Nơi đây, hàng trăm năm lịch sử, ông cha ta đã đổ biết bao mồ hôi công sức, xương máu để khẳng định và bảo vệ chủ quyền đối với biển đảo của đất nước, quyết không cho một tấc đất rơi vào tay kẻ thù, đã biết bao trận chiến oanh liệt diễn ra cùng biết bao tấm gương trung dũng, kiên cường đã chiến đấu và anh dũng hy sinh để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và đó cũng là nơi thể hiện khát vọng vươn xa, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam mà thế hệ hôm nay và mai sau phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn. Cuốn sách Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim Tổ quốc do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành năm 2013 với 466 trang in trên khổ giấy 19x27cm được bao bọc trang trọng, trong lớp bìa cứng có in hình ảnh chiến sĩ hải quân đang cầm chắc tay súng bảo vệ cột mốc chủ quyền biển đảo Việt Nam như một lời khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất, những kiến thức căn bản về biển đảo. Ai đã một lần dọc theo bờ biển Việt Nam, cong cong hình chữ S, nơi đại ngàn giao hòa với sóng xanh, không khỏi bâng khuâng. Chuyện 50 con lên rừng thuở hồng hoang, 50 con xuôi về biển cả. Lại ơn đấng sinh thành dòng giống rồng tiên đã lo cho con cháu có đủ chốn bờ cõi thiêng liêng với hơn 4.000 hòn đảo lớn nhỏ trải dài từ vùng biển Đông Bắc Tổ quốc xuống vùng biển Tây Nam. Và đặc biệt có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nằm giữa Biển Đông, một vị trí mang tầm chiến lược cả về kinh tế và quân sự. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày càng có sức hút với nhiều quốc gia trong thời đại mà nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt. Vì vậy, trong 4 thập niên gần đây, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đã trở thành điểm nóng của Biển Đông. Tiếp đến là các văn bản của Đảng và Nhà nước xung quanh các vấn đề về biển như nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam, hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tất cả cho chúng ta thấy một cái nhìn khái quát về biển đảo của Việt Nam và cũng là những minh chứng xác thực nhất trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phần thứ hai, Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim Tổ quốc, tập hợp những bài viết, những tài liệu, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước toàn thế giới là bằng chứng quan trọng để đấu tranh với Trung Quốc và khẳng định chủ quyền đất nước. Chủ quyền đất nước với Hoàng Sa, Trường Sa được minh chứng bằng thời gian và lịch sử của nhiều thế kỷ. Những cư dân và nhà nước Việt Nam đã quản lý, khai thác vùng lãnh thổ này trên Biển Đông. Sự xác lập chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa cũng như Trường Sa được minh chứng không chỉ bằng những tư liệu lịch sử của Việt Nam mà còn của chính Trung Hoa cũng như các nước phương Tây. Phần thứ ba, những ký ức không thể lãng quên. Giới thiệu những bài viết, những ký ức của các cán bộ, chiến sĩ đã tham gia cuộc hải chiến Trường Sa bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo năm 1988 và những kỷ niệm tâm sự của những người lính trẻ hiện nay đang ngày đêm canh giữ Hoàng Sa, Trường Sa bảo vệ sự bình yên, toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc. Ngày đó, 14 tháng 3 năm 1988, không thể quên trong tâm thức người Việt, ngày của 30 năm về trước, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh dũng ngã xuống tại đảo Chìm, Gạc Ma trong trận hải chiến bi hùng bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa. Một cuộc chiến không cân sức xảy ra khi những người lính công binh trong tay chỉ có xà beng, cuốc xẻng. Quân Trung Quốc được trang bị súng ống, lưỡi lê sắc lẹm với phương châm không nổ súng trước, đều đối phương không lấy cớ leo thang xung đột. Các chiến sĩ hải quân Việt Nam trên đảo Gạc Ma đã sát cánh bên nhau tạo thành vòng tròn giữ đảo mà sau này trở thành biểu tượng vòng tròn bất tử giữa biển khơi. 14 tháng 3 năm 88, Xuân Mậu Thìn mãi đau nhói con tim, người lính Việt Nam dũng khí kiên trinh, kết vòng tròn bất tử, bảo vệ cờ giữ đảo quê hương.
Tiếp nối những chiến công oanh liệt, sự hy sinh quên mình của thế hệ cha anh, các quân dân trên đảo Hoàng Sa, Trường Sa hôm nay vẫn đang ngày đêm viết tiếp những trang sử hào hùng, quyết tâm bám biển, giữ vững quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc như một lời nhắn nhủ với đất liền: hãy yên tâm, chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng. Càng tự hào và trân trọng những di sản của quá khứ, chúng ta càng phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền hơn nữa, nhằm khơi dậy sức mạnh của bao thế hệ người Việt trong sự nghiệp giữ vững chủ quyền vùng biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó. Khi đọc quyển sách Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim Tổ quốc sẽ giúp chúng ta nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, các bài viết trong quyển sách giúp khơi dậy trong tiềm thức mỗi chúng ta niềm tự hào về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam, bồi đắp tình yêu quê hương và tăng cường trách nhiệm cá nhân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, biển đảo. Điều đặc biệt đó chính là quyển sách cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin, tư liệu quan trọng, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bởi vì một thực tế rất đơn giản, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Gấp lại trang sách, động lại trong ký ức của mỗi người dân đất Việt là hình ảnh của một nước Việt Nam kiên cường, bất khuất với hơn 4.000 năm văn hiến, nhỏ bé thôi nhưng anh dũng vô cùng. Hai tiếng Việt Nam, hai tiếng tự hào bởi dải đất cong cong hình chữ S, nơi đẹp núi, đẹp sông, đẹp những cánh đồng, nơi rừng vàng biển bạc, nơi những anh tài được nuôi dưỡng, những chiến công oanh liệt được ghi vào sử sách của thế giới, và nơi ấy không thể lẫn với bất kỳ quốc gia nào, Việt Nam, Tổ quốc chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn cuốn sách Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim Tổ quốc. Các bạn có thể tìm kiếm quyển sách trong thư viện, trên hệ thống các nhà sách, cũng có thể đặt mua trên các trang bán trực tuyến. Hy vọng quyển sách sẽ mang lại cho các bạn những thông tin khoa học, bổ ích, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp tích cực cho xã hội của bản thân mỗi người đọc. Trường Sa đầy hồn núi sông, Hoàng Sa.